Kinh số 134. Kinh Loma Sakangiza, nhất dạ hiền giả. Dạ. Loma Sakangiza Hai trăm Ratta Suta. 286. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn chú ở Savatthi, xá vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anatha Pindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ tôn giả loma sakangiza chú ở giữa dòng họ sakia thích ca tại kapila phát thu la vệ ở tinh xá nigroda ni câu rồi thiên tử chadana sau khi đêm vừa mãn với dung sắc thù thắng trói sáng cả vùng tinh xá nigroda đi đến tôn giả loma sakangiza sau khi đến liền đứng một bên đứng một bên thiên tử chandana thưa với tôn giả lomasa kangiza này tỷ kheo ngài có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả không này hiền giả tôi không thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả này hiền giả hiền giả có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả không này tỷ kheo tôi cũng không thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả nhưng này tỷ kheo ngài có thọ trì bài kệ về nhất dạ hiền giả không này hiền giả tôi không thọ trì bài kệ về nhất dạ hiền giả này hiền giả hiền giả có thọ trì bài kệ về nhất dạ hiền giả không này tỷ kheo tôi có thọ trì bài kệ về nhất dạ hiền giả này hiền giả hiền giả thọ trì như thế nào bài kệ về nhất dạ hiền giả. Một thời, này tỷ kheo, thế tôn chú giữa chư thiên ở cõi tam thập tam, dưới cây Parichataka, chú độ thọ, trên hòn đá, Pandukam Balasila, vô cấu bạch thạch. Tại đấy, thế tôn đọc lên tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả cho chư thiên ở cõi tam thập tam quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây không động không dung chuyển biết vậy nên tu tập hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai không ai điều đình được với đại quân thần chết chú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền bậc an tịnh trầm lặng. Này tỷ kheo, tôi thọ trì bài kệ về nhất dạ hiền giả như vậy. Này tỷ kheo, hãy học tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả. Này tỷ kheo, hãy học cho thuần thục tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả. Này tỷ kheo hãy thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả. Vì rằng, này tỷ kheo, tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả là liên hệ đến mục đích và căn bản của phạm hạnh. 287 Rồi tôn giả Lomasa Kangiza, sau khi đêm ấy đã mãn, dọn dẹp sàng tọa, lấy y áo và lên đường đi đến Savatthi tuần tự du hành, tôn giả đi đến Savatthi, Jetavana, tinh xá ông Anatha Pindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Lomasa Kangiza bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một thời con chú giữa dòng họ Sakya tại Kapila Vathu, tinh xá Nigroda rồi bạch thế tôn một thiên tử sau khi đêm vừa mãn với dung sắc thủ thắng trói sáng cả vùng tinh xá nikroda đến con và đứng một bên đứng một bên bạch thế tôn thiên tử ấy thưa với con này tỷ kheo ngài có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả không được hỏi vậy bạch thế tôn con nói với thiên tử ấy này hiền giả tôi không thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả này hiền giả hiền giả có thọ trì vân vân như trên vân vân là căn bản của phạm hạnh bạch thế tôn thiên tử ấy nói như vậy nói như vậy xong vị ấy biến mất tại chỗ đấy lành thay bạch thế tôn nếu Thế Tôn giảng cho con tổng thuyết và biệt thuyết về bài kệ nhất dạ hiền giả. 288 Này tỷ kheo, ông có biết thiên tử ấy không? Bạch Thế Tôn, con không biết thiên tử ấy. Này tỷ kheo, thiên tử ấy tên là Chandana. Này tỷ kheo, Chandana là thiên tử. Sau khi chú tâm, sau khi tác ý, sau khi tập trung nội tâm, lóng tai nghe Pháp. Vậy này tỷ kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Tôn giả Lomasa Căng vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, vân vân, như trên, vân vân. Xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tĩnh trầm lặng. Này tỷ kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy như vậy là hành của tôi trong quá khứ và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy như vậy là thức của tôi trong quá khứ và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy như vậy này tỉ kheo là truy tìm quá khứ này tỉ kheo thế nào là không truy tìm quá khứ vị ấy nghĩ như vậy là sắc của tôi trong quá khứ và vị ấy không truy tìm sự hân hoan trong ấy như vậy là thọ của tôi trong quá khứ và vị ấy không truy tìm sự hân hoan trong ấy như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ và vị ấy không truy tìm sự hân hoan trong ấy như vậy là hành của tôi trong quá khứ và vị ấy không truy tìm sự hân hoan trong ấy như vậy là thức của tôi trong quá khứ và vị ấy không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này tỷ kheo, là không truy tìm quá khứ. Và này tỷ kheo, thế nào là ước vọng tương lai? Vị ấy nghĩ rằng, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là tưởng của tôi trong tương lai và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là hành của tôi trong tương lai và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thức của tôi trong tương lai và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này tỷ kheo, là ước vọng trong tương lai. Và này các tỷ kheo, thế nào là không ước vọng trong tương lai? Vì ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và vì ấy không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và vì ấy không truy tìm sự hân hoan trong ấy mong rằng như vậy sẽ là tưởng của tôi trong tương lai và vị ấy không truy tìm sự hân hoan trong ấy mong rằng như vậy sẽ là hành của tôi trong tương lai và vị ấy không truy tìm sự hân hoan trong ấy mong rằng như vậy sẽ là thức của tôi trong tương lai và vị ấy không truy tìm sự hân hoan trong ấy như vậy này các tỷ kheo là không ước vọng trong tương lai và này các tỷ kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các tỷ kheo, có kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sát là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc hay quán sắc là trong tự ngã hay quán tự ngã là trong sắc hay vị ấy quán thọ là tự ngã hay quán tự ngã là có thọ hay quán thọ là trong tự ngã hay quán tự ngã là trong thọ hay vị ấy quán tưởng là tự ngã hay quán tự ngã là có tưởng hay quán tưởng là trong tự ngã hay quán tự ngã là trong tưởng, hay vị ấy quán hành là tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là có hành, hay vị ấy quán hành là trong tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là trong hành, hay vị ấy quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán thức là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy này các tỷ kheo là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại và này các tỷ kheo thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại ở đây này các tỷ kheo có vị đa văn thánh đệ tử đi đến các bậc thánh thuần thục pháp các bậc thánh tu tập pháp các bậc thánh đi đến các bậc chân nhân thuần thục pháp các bậc chân nhân tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc. Không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã trong sắc. Không quán thọ, vân vân, không quán tưởng, vân vân, không quán hành, vân vân. Không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức. Không quán thức là trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức như vậy, này các tỷ kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, vân vân, như trên, vân vân. Xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Thế tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Lomasa Kangiza hoan hỉ tín thọ lời thế tôn dạy.